Mới đây, tựa phim hoạt hình Blue Eye Samurai đã khép lại mùa 1 với hàng loạt câu chuyện hấp dẫn trong bối cảnh Nhật Bản thời Trung Cổ. Điều này đã làm cho người hâm mộ hoạt hình thích thú suốt thời gian qua. Hôm nay, hãy cùng Trạm tìm hiểu xem bộ phim này có gì hấp dẫn mà khiến cho giới một phim hoạt hình rần rần và cũng như là cùng giải mã những bí ẩn đằng sau câu chuyện này nhé. Tại sao Mizu lại quyết định nữ cải nam trang? Thật ra Mizu là con lai giữa một người đàn ông da trắng và một người phụ nữ Nhật Bản. Tại thời điểm Nhật Bản trong giai đoạn bế quan tỏ cảng, việc Mizu là con lai khiến cho mọi người khó chịu và bài xích cô. Cô có một tuổi thơ không mấy êm đẹp vì mẹ cô bị người trong làng thiêu sống, dẫn đến việc Mizu trở thành trẻ mồ côi và vô gia cư. Sau này, Mizu trở thành một nam samurai để dễ bề giải quyết 4 người đàn ông da trắng mà cô nghi ngờ là cha mình. Không những thế, đôi mắt xanh của cô khiến cho mọi người chú ý nên cô luôn đội một chiếc mũ che kín khuôn mặt, chủ yếu là để che đi đôi mắt xanh do di truyền từ người cha vô trách nhiệm của mình. Các mục tiêu của Mizu bao gồm bọn thực dân, đặc biệt là tên buôn lậu người Esfren độc ác, Amisa Fowler. Hắn là người da trắng và đồng thời cũng là một trong 4 người đàn ông bị Mizu truy sát. Một trong những điểm mạnh của Blue Eye Samurai là sự hòa quyện giữa các yếu tố văn hóa và tình tiết hấp dẫn. Người xem sẽ đắm chìm trong không khí lịch sử và nhận ra hành trình của Mizu không chỉ đơn giản là trả thù mà còn là khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Mizu phản ánh đúng thân phận của những đứa con lai trong thời kỳ phân biệt chủng tộc. Cô là một biểu tượng của sự mạnh mẽ và kiên cường. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Mizu, Shingo và Taigen cũng là điểm cộng lớn của câu chuyện. Sự hài hòa giữa các tính cách đối lập tạo nên những tình huống hài hước và cảm động khiến người xem cảm thấy gần gũi. Chuyện gì đã xảy ra với nữ samurai trong phần kết của bộ phim? Màn kết thúc căng thẳng của mùa đầu tiên khiến khán giả hài lòng vì Mizu đã tiến gần hơn với việc trả thù và giải cứu công chúa. Tập 8 mang tên The Wristfire of 1657 không chỉ mang những tình tiết gây cấn và đầy kịch tính mà còn mở ra khúc mắc cần được giải đáp trong mùa tiếp theo. Kết thúc phim trở nên cao trào khi kế hoạch lật đổ mạc phủ của Fowler bị thất bại trước Mizu. Ngay từ đầu, kế hoạch của Fowler đã hướng đến việc lật đổ chính quyền mạc phủ, chế độ độc tài quân sự ở Nhật Bản do tướng quân đứng đầu và mở cửa Nhật Bản để giao lưu thương mại. Để đạt được kế hoạch của mình, Fowler không chỉ hợp tác với tên Momo như Heiji Shindo mà còn cấu kết với những quan chức Nhật Bản khác trong triều đình hoàng gia. Hàng ngàn binh sĩ Nhật Bản nhận trợ cấp từ Fowler và trở thành lực lượng do ông ta lãnh đạo. Ngoài ra, họ còn được cung cấp vũ khí tiên tiến để có thể dễ dàng áp đảo quân đội phong kiến của mạc phủ. Fowler dường như đã thành công khi tiến vào bên trong mạc phủ. Các khẩu pháo và súng được trang bị bên phe ông chiếm ưu thế chiến lược trong khi quân đội của mạc phủ chỉ trang bị kiếm và cung tên. Fowler thậm chí đã giao đấu trực tiếp với người đứng đầu mạc phủ tại trung tâm thị trấn và bắn một viên đạn vào đầu ông ta. Tuy nhiên, ngay cả khi vị tướng quân đã chết, Fowler vẫn không thể chiếm được quyền kiểm soát mạc phủ vì sự xuất hiện của Mizu. Cô có thể giết chết Fowler ngay tại thời điểm đó, nhưng phía Fowler đã đưa ra một lời đề nghị mà Mizu buộc phải đồng ý, đó là sẽ tiết lộ danh tính hai người đàn ông da trắng còn lại nếu như cô để ông ta sống. Vì thế, Fowler đã toàn mạng rời đi dù đã giết chết vị tướng quân của mạc phủ. Giá trị đoạn kết trong phim. Amisa Fowler đã trở thành một ví dụ điển hình cho giặc ngoại xâm và sự lan truyền tôn giáo tại Nhật Bản vào thế kỷ 17. Fowler không chỉ là một nhân vật của thời đại mà còn là điển hình cho sự tiên tiến về mặt khoa học kỹ thuật tại Nhật Bản. Dù ở phe phản diện chính nhưng ông ta là người mang sức mạnh và kỹ thuật quân sự đến với đất nước mặt trời mọc này. Ngoài ra ông còn giúp Nhật Bản tiếp thu thêm một số đặc trưng văn hóa và tôn giáo mới. Sự hợp tác của Fowler với quan chức Nhật Bản đương thời đã tạo ra một liên minh đáng sợ, có thể thay đổi sự phân bố quyền lực trong quốc gia. Nó nhắc nhở người dân trong cùng một nước phải luôn giữ trong mình một sự tôn thờ tuyệt đối đối với quốc gia mà mình thuộc về trước các thế lực ngoại bang như Fowler. Mặt khác, chiến lược quân sự thông minh là một trong những yếu tố quan trọng gây ảnh hưởng đến chính trị của một quốc gia. Việc một lực lượng lớn quân đội Nhật Bản đồng lòng làm việc cho Fowler đã giúp ông chiếm thế thượng phong nhanh chóng, và sự khác biệt quá lớn giữa một quân đội hiện đại và một quân đội phong kiến gần như đã đưa Fowler đến với ngưỡng chiến thắng. Tuy nhiên, dù có chuẩn bị kỹ càng đến đâu, thì việc xâm chiếm một vùng đất hay lãnh thổ cũng là một tội ác. Tình huống đã đảo ngược khi Mizu xuất hiện. Mặc dù đã đánh bại được vị tướng quân, nhưng Fowler vẫn không có cơ hội để kiểm soát hệ thống chính trị Nhật Bản. Cú plot twist này đã khiến cho khán giả hài lòng vì tình yêu đất nước vẫn luôn được đặt lên hàng đầu và luôn được hỗ trợ khi đất nước bị xâm lăng.
hình ảnh Mizu ở trên thuyền dự báo điều gì cho mùa 2. Giống như bộ phim hoạt hình bản lịch sử Sayuki, Blue Eye Samurai đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc ở Nhật Bản thời Trung Cổ. Do mang trong mình dòng máu nửa da trắng và nửa Nhật Bản, Mizu đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh. Ngoài Fowler và kẻ da trắng đầu phim bị giết, thì vẫn còn hai người đàn ông khác có khả năng là cha của Mizu. Ở đoạn kết, sau khi Mizu chuẩn bị giết Fowler, ông ta hứa sẽ cung cấp thông tin về hai người đàn ông còn lại, đồng thời ông ám chỉ rằng họ có thể đang ở London. Fowler thuyết phục Mizu giữ lại mạng sống của ông ta và cùng đến London để hoàn tất kế hoạch trả thù của cô. Mùa 2 của Blue Eye Samurai hứa hẹn sẽ đưa người xem đến với những điều mới mẻ và thú vị khi bối cảnh chủ yếu diễn ra tại London. Cô nàng Samurai với đôi mắt xanh biếc sẽ phải đối mặt với những thử thách mới và khám phá những bí mật đang chờ đợi cô ở đất nước xa xôi này. Một hành trình mới với những khám phá đầy bất ngờ và kịch tính hứa hẹn sẽ làm hài lòng người hâm mộ và tạo ra sức hút cho bộ phim hoạt hình độc đáo này một lần nữa. Hình ảnh và kỹ xảo. Blue Eye Samurai thu hút người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi phong cách hoạt hình sống động và đặc sắc. Tuy nhiên, Blue Eye Samurai là một bộ phim hoạt hình người lớn gắn mắt 18+. Do đó, mức độ bạo lực trong phim rất nổi bật. Cuộc đấu kiếm của các samurai, các phân cảnh chiến đấu hoành tráng và các đoạn phim được huấn luyện sẵn, tất cả đều luôn thú vị. Người xem sẽ dễ dàng bị lạc lõi đối với cả những người không thích hoạt hình. Hoạt hình dành cho người lớn ở phương Tây đã trở nên đa dạng hơn trong những năm gần đây, không chỉ giới hạn trong thể loại hài mà còn mở rộng sang các thể loại khác như hành động kinh dị và phiêu lưu. Những chiến binh samurai không chỉ là những nhân vật hoạt hình mà còn có sự phát triển tâm lý riêng. Mặc dù có những yếu tố bạo lực và chủ đề người lớn, nhưng Blue Eye Samurai thu hút nhiều đối tượng khán giả. Sự kết hợp giữa hình ảnh đẹp mắt, hành động mãn nhãn và cốt truyện sâu sắc đã tạo nên tổng thể hoàn chỉnh, làm cho người xem không thể rời mắt khỏi màn hình. Hãy cùng theo dõi trạm giải trí và trạm phim review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé!